Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đảm nhiệm vai trò người đứng đầu đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp xuất sắc trong lịch sử hơn 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể nói qua ba nhiệm kỳ, niềm tin vào đường lối chỉ đạo của Tổng bí thư đã được nhân dân tin tưởng tuyệt đối. Từ cái nhiệm kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 14 năm nay, với những cái tâm huyết đó là chống tham nhũng, và chúng ta thấy được rằng một cái điều là không ngoại lệ, không có vùng cấm. Đây là một cái câu mà chúng tôi rất là tâm đắc. Như vậy chúng ta thấy được rằng là một trong những cái tin tưởng vào cái nền giãn cách của Tổng bí thư đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái việc thứ hai là đối với nước ngoài thì họ nhìn vô, họ sẽ thấy được rằng được đất nước ta rất là minh bạch. Khi người ta đầu tư vào một cái số vốn với Việt Nam mình, kể cả FDI, thì người ta cảm thấy một điều là rất là an tâm. Mà tại sao qua điều đó là chúng tôi nói được điều đó là bởi vì cái FDI của chúng ta là rất là tăng, năm sau tăng hơn năm trước rất là nhiều. Đây là một trong những cái kỳ vọng, kể cả sau đại dịch Covid. Qua hai quý của năm 2024, đây là một trong những cái yếu tố mà chúng ta nhìn nhận được rằng là dưới sự là lãnh đạo chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bản thân chúng tôi cũng là một hợp tác xã, cũng là một doanh nghiệp, rất là tin tưởng vào quyết sách của cố Tổng bí thư. Chúng tôi đã mạnh dạn nhiều hơn trong vấn đề là phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thứ nhất là chúng tôi cảm thấy rõ ràng là cái trong môi trường kinh doanh trong sạch, tất cả đều kinh doanh bình đẳng. Điều đó thúc đẩy cho các doanh nghiệp và đặc biệt là các hợp tác xã mạnh dạn nhiều hơn, bỏ vốn nhiều hơn để đầu tư vào phát triển vào lĩnh vực mà chính cố Tổng bí thư cũng đã đưa ra là về nông nghiệp công nghệ cao. Từ đó thì giúp cho các thành viên cũng như là các tổ chức khác cảm thấy tự tin hơn khi đầu tư tiền của như là sức, công sức của mình vào nền kinh tế, giúp cho nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển và mạnh dạn nhiều hơn, đẩy mạnh hợp tác cũng như là giao lưu với các đơn vị nước ngoài. Ngoài ra thì cố Tổng bí thư cũng đã củng cố về việc công tác xây dựng đảng cũng như là bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát triển văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ rất là nhiều. Đối với ngài, việc bảo vệ chủ quyền quốc gia là thiêng liêng, về đẩy mạnh công tác xây dựng đảng là một trong những làm trong sạch bộ máy đảng và chính quyền, làm cho các đơn vị kinh tế nước ngoài tự tin hơn, mạnh dạn hơn khi mà đầu tư tiền của như là tài sản vào Việt Nam. Thưa quý vị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị quán triệt tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài báo cáo chuyên đề. Hội nghị nhằm giúp cán bộ chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo viên các cấp nhận thức sâu sắc nội dung cốt lõi của tác phẩm, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng. Tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư đã khẳng định bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, xu thế lớn trong sự vận động của quan hệ quốc tế. Tác phẩm làm sáng tỏ bản sắc đối ngoại cây tre Việt Nam, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá những kết quả, thành tựu nổi bật trong từng thời kỳ, khẳng định đối ngoại đã góp phần rất quan trọng vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Theo nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, được tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện, tiêu biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung tác phẩm về đối ngoại ngoại giao thể hiện tư tưởng nhất quán xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là Tổng bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất nói về vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần này gồm bài viết tổng quan và 7 bài phát biểu của Tổng bí thư tại các hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc. Phần thứ hai nói về đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, gồm 78 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện của Tổng bí thư tại các hoạt động và diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương.
Phần thứ ba nói về dấu ấn đối ngoại, ngoại giao, gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế. Các bài viết nói về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển đường lối đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Cùng với đó là những kỷ niệm, những ấn tượng, câu chuyện của các đại sứ, các cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao, các nhà báo, người Việt Nam ở nước ngoài được tháp tùng gặp Tổng Bí thư trong các chuyến thăm và làm việc ở trong và ngoài nước. Thưa quý vị, tỉnh Bình Dương vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân cần cảnh giác trước những cuộc gọi, tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo, email yêu cầu thanh toán thuế, đặc biệt trong tháng cao điểm quyết toán thuế. Thời gian gần đây, các chi cục thuế thành phố Thủ Dầu Một, chi cục thuế khu vực Bến Cát đã tiếp nhận thông tin nhiều doanh nghiệp được mời lên để cập nhật kê khai thông tin quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân. Giấy mời khi đến làm việc yêu cầu người nộp thuế mang theo căn cước công dân gắn chip, giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế. Điều đáng nói, giấy mời hẹn doanh nghiệp lên làm việc đều rơi vào thứ Bảy. Các chi cục thuế cho biết những giấy tờ này hoàn toàn giả mạo. Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh cán bộ thuế để gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo giúp ứng dụng các cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Cục thuế Bình Dương khẳng định không ủy quyền cho bất cứ tổ chức cá nhân ngoài ngành thuế nào thu thuế hộ. Các chi cục thuế thành phố, chi cục thuế khu vực không bao giờ yêu cầu tổ chức cá nhân người nộp thuế cung cấp thông tin bảo mật cá nhân hay yêu cầu thanh toán thuế trực tiếp qua điện thoại, tin nhắn SMS, email. Ngành thuế tiếp tục tuyên truyền và đưa cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhưng vẫn có trường hợp người nộp thuế mắc bẫy các đối tượng này. Nhất là trong cao điểm tháng quyết toán thuế, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác để tránh bị thiệt hại. Qua 10 năm tổ chức, từ năm 2014 đến năm 2024, mô hình học kỳ công an do Thành đoàn và Công an TP.HCM tổ chức, khẳng định được uy tín và được các bậc phụ huynh tin tưởng, đưa con em tham gia trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành. Trải qua 10 năm thực hiện, cùng với các chương trình học kỳ quân đội, học kỳ trên biển, chương trình học làm chiến sĩ công an đã được Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận, quan tâm, chỉ đạo, đưa vào nội dung hoạt động hè cấp thành phố. Chương trình ngày càng phát triển, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và các cháu thiếu niên, xây dựng nên thương hiệu học kỳ công an của TP.HCM nổi bật, đa sắc màu và đầy tính chuyên nghiệp. Thông qua các nội dung như tuyên truyền về truyền thống của lực lượng công an nhân dân, hướng dẫn kỹ chiến thuật vận động, võ thuật, điều lệnh nội vụ, những bài học về sự tự giác, đoàn kết, trách nhiệm, qua đó gieo mầm vun đắp ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân thực thụ cho các cháu tham gia. Với mục đích là tạo cái môi trường sân chơi cho thanh thiếu nhi thành phố trong những ngày hè được có những cái trường chơi bổ ích. Thông qua đó thì rèn luyện những cái kỹ năng cũng như là cái đạo đức lối sống cho các em. Đó là một cái mà chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình là người đã kiến tạo ra cái chương trình để cho các em có một cái sân chơi cũng như có một cái định hướng nghề nghiệp tốt hơn sau này. Khởi đầu từ những ngày hè năm 2014, khi những điều kiện về cơ sở vật chất còn khó khăn, hai đơn vị đã chủ động xây dựng nội dung chương trình, chuẩn bị cơ sở vật chất để các cháu thiếu niên có những ngày trải nghiệm tốt nhất, có những cảm xúc chân thật nhất khi khoác lên mình màu áo xanh của lực lượng công an nhân dân. Từng bước qua từng năm, chúng tôi đã có sự rút kinh nghiệm, cùng bàn bạc trao đổi và có thể nói, đến thời điểm hiện nay, chương trình học kỳ công an đã trở thành một thương hiệu để mỗi mùa dịp hè về, rất nhiều con em trong lực lượng vũ trang cũng như con em thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố cùng tham gia. Đối với bản thân em, đây là một chương trình vô cùng thú vị và bổ ích khi đã xây dựng cho em được hành trang, kỹ năng cũng như là rèn luyện cho em thêm bản lĩnh để em có thêm hành trang trong tương lai sau này. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm liên tịch phối hợp tổ chức chương trình học làm chiến sĩ công an, Công an TP.HCM và Thành đoàn thành phố đã trao khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân có đóng góp tiêu biểu qua 10 năm thực hiện chương trình học làm chiến sĩ công an, đồng thời phối hợp tổ chức lễ trưởng thành chương trình học làm chiến sĩ công an năm 2024 cho 100 học viên. Trong suốt hành trình 10 năm qua, có nhiều cháu tham gia chương trình giờ đây đã trở thành cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an TP.HCM, trực tiếp tham gia công tác phòng chống tội phạm. Điều này đã thể hiện sự thành công của chương trình mang tính giáo dục cao, góp phần bồi dưỡng thể chất, kỹ năng thực hành xã hội, ý thức tổ chức kỷ luật, từ đó giúp các em vững vàng hơn trong cuộc sống, tự tin bước vào đời. Và
Vào mỗi dịp hè, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại đón lượng rất lớn du khách trong và ngoài nước tới tắm biển nghỉ dưỡng. Đây cũng là thời điểm hoạt động vận tải hành khách tăng mạnh trên địa bàn. Nhằm vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa đảm bảo quyền lợi của hành khách, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức ra quân và duy trì hoạt động kiểm soát đối với xe khách trong suốt dịp hè năm nay. Để ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng nhu cầu đi lại của du khách tăng cao trong dịp hè, mà một số lái xe có thể thực hiện đón trả khách không đúng nơi quy định, chở vượt quá số người, nhồi nhét hành khách hoặc chở khách ngoài hợp đồng để trục lợi, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lập chuyên đề kiểm tra kiểm soát đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách đi qua địa bàn tỉnh. Trong những ngày cuối tuần, trong những dịp nghỉ lễ thì phương tiện nó có thể tăng lên 300-400% so với những ngày bình thường. Trước cái tình hình đó thì phòng cảnh sát giao thông cũng như là lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đồng thời là sử dụng các cái hệ thống camera giám sát để cùng ra giám sát cũng như là giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên đường. Mục đích của chúng tôi là phải đảm bảo các cái phương tiện lưu thông được ổn định, giải tỏa và hạn chế thấp nhất cái việc ùn tắc giao thông để tạo cái điều kiện thông thoáng cho người dân đi lại. Đồng thời là xử lý nghiêm những cái phương tiện, đặc biệt là những phương tiện chở khách có những hành vi vi phạm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tuyên truyền tới các hành khách. Công tác này nhằm đảm bảo quyền lợi của hành khách, tránh được những rủi ro không đáng có mà hành khách có thể gặp phải. Thứ nhất là mình sẽ yên tâm là mình lên xe là mình trả tiền vé và mình có đúng chỗ ngồi của mình, tránh tình trạng là mình phải chen lấn hoặc là người khác chen lấn vào cái chỗ ngồi của mình, và cũng tránh một số tình trạng là xe dù, xe khách đồ này nọ đón giữa đường và nó rất là bất cập trước đây. Dạ, thì em thấy là cái việc mà mình tuyên truyền là nhà xe phải lập danh sách cho hành khách thì rất là ok, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi của hành khách. Kiểm tra đột xuất này là rất cần thiết đối với những xe chở hành khách và tất cả các xe mà du lịch. Rất là đúng, tại vì nhiều tài xế lợi dụng cái xe của mình rồi chở nhiều quá để mà tăng lợi nhuận, tăng thu nhập thêm. Nhưng mà không nghĩ tới những cái sự cố có thể xảy ra như va quẹt giao thông, ảnh hưởng tới những cái sức khỏe của tập thể một chiếc xe. Đối với anh là người trực tiếp điều khiển phương tiện, cũng như mong anh về tuyên truyền lại với lại tất cả anh em tài xế trong công ty, cũng như là các tài xế mà mình quen biết về việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về vận chuyển hành khách đối với những tuyến cố định như tuyến của anh hoạt động đây, để đảm bảo tham gia giao thông được thông suốt cũng như là đảm bảo cái an toàn tuyệt đối đến với lại các hành khách. Chấp hành tốt là đúng, để tránh được những cái trường hợp mà xe dù bến cốc đầy đủ giấy tờ mình chạy cũng an toàn hơn, không có tranh giành này nọ. Cảnh sát giao thông khuyến cáo đến người dân du khách, khi phát hiện trên xe có tình trạng đón trả khách dọc đường, nhồi nhét chở quá số người quy định, hãy tố giác tới các cơ quan chức năng để được xử lý. Nên chọn các nhà xe có uy tín cho chuyến hành trình của mình để được phục vụ tốt nhất và đảm bảo quyền lợi của mình. Tiếp theo là thông tin mới nhất liên quan tới cơn bão số 2. Vào chiều nay, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, vào lúc 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h và đi sâu vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Tối và đêm nay, cường độ bão có thể đạt được giữa cấp 10 và di chuyển vào khu vực giữa Vịnh Bắc Bộ. Khi vào gần với đất liền, bão có khả năng suy yếu dần. Vùng biển ven bờ các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 8. Khi gió vào sâu trong đất liền, mạnh cấp 6, cấp 7. Từ đêm ngày 22 tháng 7, vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, sức gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Thời điểm gió mạnh nhất tác động đến khu vực này là từ nay đến ngày 23 tháng 7. Do tác động của bão số 2, từ nay đến khoảng ngày 24 tháng 7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa có lượng mưa khoảng từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm.
thủ đô Hà Nội không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2, nhưng dưới tác động của hoàn lưu bão, khu vực này sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng trên 100mm, thời gian mưa tập trung vào đêm ngày 22 tháng 7 đến hết ngày 23 tháng 7. Xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự. Vào trưa ngày hôm nay tại xã Sa Lông, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đồng chủ trì phối hợp cùng với các lực lượng chức năng đã bắt một đối tượng thu giữ 5 bánh heroin, một xe máy, một điện thoại di động cùng với nhiều tang vật có liên quan. Đối tượng bị bắt giữ là Ly Lao Giảng, sinh năm 1978, trú tại xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, là đối tượng đã từng bị Tòa Nhân dân tỉnh Sơn La tuyên phạt 16 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy và vừa mới chấp hành xong án phạt tù từ năm 2022. Tại cơ quan công an, Giảng khai nhận 5 bánh heroin được Giảng mua của một người đàn ông tên là Lào, không biết tên tại khu vực biên giới. Một người đàn ông ở Lào không biết tên tại khu vực biên giới đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh làm rõ. Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 17 tháng 7, Công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì và phối hợp với Công an xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Đào Duy Tùng, sinh năm 2000, trú huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang về hành vi mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trái phép. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng, lực lượng chức năng thu giữ 11 dao kiếm các loại, 7 đèn pin trích điện, 15 gậy ba khúc, 13 bình xịt hơi cay, 8 kim trích điện, 3 súng bắn điện, 2 móc khóa trích điện cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Tùng khai nhận khoảng cuối tháng 6 năm nay, đối tượng ra khu vực chợ cửa khẩu Móng Cái mua vũ khí công cụ hỗ trợ gồm kim điện, súng bắn điện, đèn pin trích điện, gậy ba khúc, bình xịt cay và các loại dao kiếm. Sau đó sử dụng tài khoản TikTok để livestream bán kiếm lời và sử dụng tài khoản Zalo để giao dịch với người mua. Đào Duy Tùng đã thực hiện giao dịch khoảng 10 đơn hàng nhưng mới gửi một đơn hàng, còn 9 đơn hàng chưa kịp gửi thì bị phát hiện bắt giữ.